quay. Quay. Chào lắm. Quay ở đường Vanessa. Đây thẳng. What the heck? What the hell? Ôi giời ơi, cái gì mà nó cái cục dốc 200 đến 200 mét nữa là phải đến đường Venice gì đó luôn cả. Yeah, Venice. Oh, what? Đừng có ai mở cửa ra. San Francisco, what the? Ủa, này có phải lòng bò không ta? In 600 feet, turn right. Cái này có phải lòng bò không ta? Đổi cái lối sao? Cái này là Union. Cái này là Union. Không, cái này là Union nhỉ?